Thưa quý vị, và trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Barcelona trong trang phục áo đỏ sọc đen, quần đen sọc đỏ, vớ đen, giày có chiếc màu đen, có chiếc màu đỏ. Bên kia chiến tuyến thì các cầu thủ Real Madrid cũng không hề kém cạnh, với trang phục ra sân truyền thống bao gồm áo trắng sọc xanh, quần xanh sọc trắng sọc đỏ, vớ xanh trắng, giày trắng. Hết giờ rồi, đá luôn đi mày ơi, mày đọc dài hoài. Đá đi. Vô nha tía. Vô liền ra đá banh mày chờ mày đọc đó chắc tao bỏ. Quý vị, vậy. Và trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ chờ đợi cuộc đối đầu kinh điển giữa Ronaldo và Messi. Một pha đi bóng quen thuộc của Messi. Đôi chân của Messi đang tung tăng như những phím đàn piano, một loại nhạc cụ mà người ta thường chơi trong dịp Giáng sinh. Ronaldo đã cướp được bóng, một pha đi bóng rất hay của Ronaldo, đôi chân của Ronaldo đã búng tách tách như tôm. Gareth Bale xử lý rất công kênh, đường đánh gót dành cho Ronaldo. Thưa quý vị, Ronaldo là một cầu thủ năm nay vừa tròn 28 tuổi. Chắc không? Năm nay anh có một cậu con trai. Tuy nhiên thì gần đây theo thông tin của rất tin cậy của những tờ báo lá cải thì Ronaldo chuẩn bị sẽ lấy Victoria, một thành viên cũ của nhóm nhạc Figure. Mày xạo. Mày cầm mày nói vợ Ronaldo. Mày nhỏ mày là tao biết nghe mày qua mặt khán giả hả? Dạ. Con bình luận vậy là con sai đúng không? Tập lại. Xin lỗi nha tía. Xin lỗi quý vị, vừa rồi là một pha nhầm lẫn rất thú vị. Không có thú vị được mày. Nhầm lẫn mày. Tiếp tục mày. Và trận đấu lại được tiếp tục. Một pha đi bóng quen thuộc của Ronaldo. Cú sút. Hóa ra Ronaldo lại là người hùng của các cầu thủ Real. Tỷ số là 1-0 và lưới của Victor Valdes đã rung lên. Hay quá, chuyển cơ. Chuyển cơn tía. Tao chuyển về miền Tây. Miền Tây hả tía? Coi Vĩnh Long đi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu giữa các cầu thủ Thái Lan và các cầu thủ U14 Lào. Bên phía U14 Lào đang đối đầu với các cầu thủ Lào tướng bên phía Thái Lan. Thưa quý vị, trong trận đấu sao trên lệch dữ vậy mày? 14 đá với 81 luôn hả? Vậy cho nó lạ tí. Mày lạ quá. Bình luận lạ quá. Quan trọng nhất có thể nhắc đến đó là trọng tài người Việt Nam. Ông năm nay vừa tròn 29 tuổi. Ông cao 1m74, nặng 83kg. Nhóm máu của ông là nhóm máu AB. Thưa quý vị, theo khảo sát của chúng tôi thì trên sân có được sự xuất hiện của 7 cầu thủ nhóm máu A, 8 cầu thủ nhóm máu B và... Ê mày đi đá banh hả? Mày đi thử máu. Mày giới thiệu đá banh hả? Mày giới thiệu bình luận đá banh mà. Mày đi mày thử máu cầu thủ dây cãi nó. Thằng nào bệnh cãi nó, gia đình nó lo. Mày lo mày bình luận đi, mày đi mày kể. Trời, bệnh hoạn của người ta trống chi vậy? Mày ẩu ơi. Mày ẩu. Dạ. Bỏ cái vụ bệnh đi, đá. Thưa quý vị, và đội Thái Lan là đội giải bóng đầu tiên. Cầu thủ quen thuộc của Thái Lan đó là cầu thủ Thóc Lao. Hay. Một đường chuyền dành cho Thao Long. Thao Long đang chuyền bóng cho Su Cú Kẹt. Su Cú Kẹt, chuyền bóng sẹt Cú Cú. Sao biết hay vậy? Mày, tao cũng rành lo vậy. Tiếp tục mày. Su Cú Kẹt đã mất bóng, một pha đi bóng của các cầu thủ Lào. Hay quá. Kẹo Lạc Thơm đang có bóng. Đường chuyền dành cho Kẹo Bạch Gia. Kẹo Bạch Gia dành cho Kẹo Đồng Bổng. Nguyên cái đội bóng tiểu đường không hả? Lào tới kẹo không mà tía. Bóng gì mà kẹo không vậy? Dạ. Cũng có thằng kẹo, thằng banh chứ sao mày kẹo không vậy? Kẹo đi. Trời ơi, tao không biết tao rành không, nhưng mà tao nhớ có con kẹo Lạc Thôn không mà. Đâu có con kẹo gì Bạch Gia trong nữa không? Mấy thằng đó mới vô. Mới lên hả? Dạ. Tao không rành, mày rành đâu quá. Một pha bóng hay của các cầu thủ Lào. Một pha lập cánh đánh đầu. Cầu thủ Lào đánh đầu vào lưới của các cầu thủ Thái Lan và tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ Lào. Chuyển gần. Chuyển. Hay quá. Đúng mà tía. Ai biết.